Quay. Trước khi tôi chết hãy xem video này. Nếu bạn muốn mua Robux giá rẻ hãy đến ngay quét-game-giá-rẻ.com. Ngoài ra bạn còn có thể cày thuê với giá cực rẻ, cực nhanh và uy tín. Còn chờ gì nữa hãy đến ngay với cày-game-giá-rẻ.com. Ok, xin chào bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là chiều nay thì ok, có vẻ như mình cũng đã gọi là bỏ chơi game này khoảng tháng rồi ha. Bỏ chơi cũng bỏ lập YouTube luôn. Cái game này mình cũng đã bỏ lâu rồi. Nhưng mà mình xem vẫn còn nhiều ha. Tại mình cũng không xài đó giờ. Thì ok, thì như các bạn có thể biết đó là cái game này nó vừa mới update và nó có nó đã chuyển cái phần gọi là mua cái mấy cái em emo á ở chỗ này nữa ha. Thì và chỗ này á thì nó sẽ cái phần ọp ở đây. Thì các bạn có thể thấy ở đây thì đây là một cái, các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái shop gì đó ha. Có thể là một cái shop hoặc là một cái gì đó. Thì ok, thì mình đoán ở đây thì trước hết mình nói về cái phần này trước khi phần arena. Thì trước khi cái phần này á thì các bạn hãy để ý cái phần này là phần ọp á. Và các bạn thấy những cỗ máy xung quanh đây thì có thể á, nó bột á thì cũng như những cái shop khác có thể là một cái chỗ bán ọp ha, một khu bán ọp. Hai á thì mình thấy những quả cầu ở đây thì nó có vẻ là tượng trưng cho việc ghép lại á. Thì hai có thể là phần ghép ọp ha. Thì các bạn nghĩ đây là ghép ọp hay là mua ọp gì đó thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình ha. Thì mình cũng đã mượn thông tin của một số bạn trong Discord của mình ha. Thì một số đứa thì nói đây là ghép ọp, một số đứa thì nói đây là gì, là ghép ọp mới là mua ọp ha. Thì ok, đấy là cái phần đầu tiên ha. Thì không biết các bạn nghĩ như thế nào, còn mình thì mình nghĩ cái đây ai á thì có thể là một trong hai. Mình không có chắc chắn đâu, mình không có chắc chắn đó là ghép ọp hay là mua ọp gì đâu. Mình nghĩ là một trong hai thôi. Thì tiếp theo đó chính là về phần của cái ọp tiếp theo của Attack on Titan ha. Thì ọp tiếp theo thì mình theo mình dự đoán á thì cái ọp này sẽ là một cái ọp, nói chung cái hình dáng thì mình vẫn chưa có chắc chắn, nhưng mà theo cái hình dáng mà mình đặt chiếc màn hình ở đây các bạn có thấy, thế là mình tự chế thôi, mình lấy cái từ cái con mắt của Eren đó ha. Đấy, đây là cái con mắt của Eren. Thì còn mình cũng ghép một số hiệu ứng để cho cái mắt nó láng bóng hơn tí. Cái bàn cũng có thể để ý là cái phần này thì mình nghĩ là một cái ọp đặc biệt thôi, có thể là cái đam nó sẽ theo thời gian ha, sẽ tăng dần theo thời gian ha. Thì có thể là nó sẽ tăng dần theo thời gian hoặc là nó cộng bao nhiêu đam đó, hoặc là ít bao nhiêu đam đó mình không biết. Thì nhưng mà thì mình nghĩ là sẽ cộng dần theo thời gian ha, nó sẽ là một cái ọp đặc biệt gì đó. Thì ok, đấy là video của mình. Thì các bạn nghĩ thế nào, mình nghĩ vậy á. Các bạn nghĩ thế nào thì cho mình comment bên dưới ha.